Mà chị già của em hôm nay đi đâu xinh tươi yêu đời nhỉ? Già đâu mà già, có lầu già. À, bà chị xinh đẹp của em em ngửi thấy có mùi hẹn hò nhỉ? Chỉ được cái thính thôi. Ơ, sởi qua mắt làm sao được em? Thế là chị hẹn hò thật à? Ờ. Ai? Giai hay gái? Nghề nghiệp tuổi? Này, gia đình này, này, trước khi nó phải uốn lưỡi 7 lần nhá. Hẹn hò đương nhiên là phải hẹn hò với giai rồi, ai hẹn hò với gái giờ này nhở? Nhịp. Này nhá, không những giai mà còn á, chuẩn. Chuẩn luôn. Đẹp giai, ga lăng, giàu có, chưa vợ. Đúng không? Nhưng chị quen ở đâu? Quen ở đâu? Thiếu gì kênh để quen nhở? Chị quen trên mạng ấy. Được không? Này, xinh chưa? Xinh thì xinh rồi, nhưng mà thật đấy. Ồ, hay nhở? Không thật thì đùa. Anh đến rồi kìa. Chào các em. Anh ạ. Anh đến rồi đấy à? À, giới thiệu với em, đây là anh Phương. Dạ, anh ạ. À, giới thiệu với anh Phương, đây là Nguyệt, em gái em. Thôi, mình đi nhở? Mình đi thôi. Chị đi nhá. Vâng, anh chị đi ạ. Đi cẩn thận không hổ ăn thịt nha. Ở nhà cẩn thận có con mèo nó ăn thịt đấy. Bà cô già nhà mình đã có người yêu rồi à? Hay phết nhỉ. Mà này, trông ông ý có vậy. Bà cô già, dù sao đấy cũng là chị em đấy. Chị gái em đấy. Thì ý anh bảo là anh thấy mừng cho chị. Một người đàn ông không có điểm trừ như thế vẫn còn tồn tại trên đời à? Thì anh cũng là điểm trừ à? Anh thì đúng là cũng không có điểm trừ. Nhưng anh lại có điểm cộng rất lớn là em. Thế nên anh là ngoại lệ. Nhưng em đang phân tích của đối tượng kia. Đấy. Bây giờ em hỏi anh nhá. Bây giờ chị tả là đẹp trai này, nhà giàu này, giám đốc này, chưa vợ mà chị em 40 tuổi rồi. Bây giờ tốt nhất là anh tìm hiểu cho em. Chứ em có một cái linh tính mách bảo đấy là nó sao sao đấy. Về này, dạ. Chúng mình cũng sắp cưới rồi. Anh muốn mình đi du lịch vài ngày được không? Đi du lịch thì em thích rồi. Thế nhưng mà để sau khi cưới được không anh? Anh là một doanh nhân, công việc của anh cũng rất bận. Nhưng mà đợt này anh cũng sắp xếp được thời gian nên anh muốn mình đi luôn. Nhưng mà em không có tình cảm với anh à? À không, không phải là như thế. Em thế mình đi nhá. Đi 3 ngày thôi. Chị, đi đâu ấy? Vali đi đâu ấy? À, chị, anh Vương gì rủ đi du lịch. Cái gì? Anh Vương rủ đi du lịch á? Ừ. Em bảo, hả? Đi du lịch mấy người? Thì, hai người. Hai người? Ừ. Mới yêu mấy ngày mà đi hai người không được nhá, em phản đối. Em hỏi chị luôn dặn em là phải giữ mình. Chị ngồi đây, ngồi xuống nói chuyện. Ôi trời, thế đến lúc chị yêu và chị ấy mù quáng à hả? Quên hết lời em dặn à? Chị phải làm gương chứ. Cái con bé này buồn cười nhở. Em hỏi chị nhá, vừa mới yêu mấy ngày tự dưng lại rủ con nhà người ta đi du lịch, làm gì có cái chuyện đấy hả? Thế là âm mưu toan tính cái điều gì? Không phải, chị cũng đã nghĩ nhiều lắm rồi. Thực sự là chị cũng muốn đi với anh ấy để hiểu thêm về anh ấy, thế thôi. Hiểu thêm thì tìm hiểu ở đây chứ việc gì về tìm hiểu ở một cái nơi xa xôi. Em không thể nào mà em ứng phó kịp thời được. Cưới xong rồi muốn đi đâu thì rồi, đi quanh thế giới cũng được. Biết rồi, nói nhiều quá. Có bao giờ em nghĩ cho chị không? Chị năm nay cũng gần 40 tuổi rồi. Đi ra đường toàn bị gọi là gái ế thôi. Cũng may mà gặp được anh Vương, người mà chị rất là yêu, rất là quý và rất muốn giữ cho riêng mình. Thì đi du lịch với nhau có sao đâu. Nhưng mà anh à, em chuẩn bị xong chưa? Em xong rồi, mình đi đi. Thế mình đi thôi. À thôi, chị vào đây cho. Chị ơi, chị vào đây. Đây ở bên trong này. Ai đấy? Anh làm gì mà phải lo lắng thế? Lần trước cũng lên mạng cô gái đưa nhau đi du lịch mấy ngày, xong làm con người ta ĩnh bụng ra. Bây giờ còn chưa giải quyết được, lần này lại tiếp tục à? Ơ kìa vợ, nghe anh giải thích đã. Tôi không còn đủ tin tưởng để nghe giải thích nữa. Chúng ta sẽ ly hôn và công ty đương nhiên là của gia đình tôi. Anh chuẩn bị mà ra đi tay trắng đi.
Ơ kìa, vợ. Chị ơi, chị. Chị không phải tiếc nữa đâu chị ạ. Hắn ta là một kẻ chuyên lừa đảo đấy. Sao chị lại khổ thế này? Em hiểu mà. Chị ơi, chị không phải buồn nữa đâu. Chị ơi, em bảo này, thôi đằng nào mình cũng muộn rồi, nhưng mà mình không được vội chị ạ. Em không muốn chị khổ đâu nhá. Nếu nhà mình chỉ có đàn ông thì cuộc đời buồn lắm đấy. Mà nếu nhà mình toàn là đàn ông chẳng có ai sẻ chia khổ. Một mái nhà